tôm đó. Tôm, cái mã hai con. Tôm nhà bá luôn kìa. Tôm nhà bá luôn. Tôm này để cái này để thôi. Ờ. Cái gì? Cá nó sẽ bị hộn với ta. Cái gì? Thì mà hai con mắt nó lộ ra luôn anh. Đâu? Nè. Ừ. Trời ơi ta, mà nó chết rồi. Dạ em anh đón nè, chơi đón nè. Đón hay gì? Ừ. Coi đứa nào chúng. Anh đón khoảng tầm 30 con đổ lại. Em đón ra thằng 30 con lên. Rồi. 31 con là em ăn nha. Ừ. Còn 29 con thì anh ăn. Ừ, 30 con là anh ăn. Đúng rồi. Rồi anh chờ nha. Chờ cả nhà nha. Cầm cục lưới rồi cả nhà. Cầm cục lưới. Cục lưới này bỏ ổn ra đi đem như nhà Nguyễn cổng là cả nhà. Rồi cái văn lưới xong không chịu sở ra ruộng bỏ bọc. Bỏ tới bọc. Giờ nó dính gác cỡ này nè. Giờ hai chồng sở lưới ra. Sở lưới ra. Sở lưới ra mày. Này chồng sở nãy giờ đó cũng được mấy con cá. Cá bữa lại rồi cái hai chồng đi ăn lưới. Đâu ô gà bên kia nó gộ. Chưa. Giờ văng cái neo. Thì chiều mát mát dở cái tối tối dở nghe nè. Mời dở cái nó là đủ hả? Sáng dở thêm chặt nữa rồi xuống. Xuống bạn. Trời ơi trời. Trèo lên. Gió lắm. Nó hú vô. Bên kia người ta gộ anh có một con nó cũng gộ theo nữa kìa. Ừ. Con rồi đặt theo con chào gộ theo. Rồi tao cho vô. Nồi hầm xả luôn bây giờ. Trời ơi trời gà của thằng em nó gửi ra phải của anh đâu. Gửi đó mày gộ tao cho mày gộ vô cái nồi hầm xả luôn. Trời ơi trời. Gà của thằng em gửi nó cũng đòi vô hầm xả. Tới cái đài anh chống anh té luôn. Giờ lấy cái đài ngay này. Đây. Kéo con dài xuống dưới này. Dài xuống cái này. Gần Tết gió ghê thiệt. Quá trời gió. Gió mạnh luôn á anh. Ừ. Nó hộ hộ lắm. À, cái nhà có sậy nó ghê, nó quơ. Nó quơ. Gió nó đàn quá trời. Cỡ nhiều con là làm cô đủ. Trời ơi, tao cũng con là làm được rồi. Nó chủ hổ chỉ là làm được rồi đó. Ừ. Sảy hết chưa? Không còn một con nào. Bữa nay có cái rộng ok hơn hả? Bữa nay ok hơn cả nhà, xé nhát làm lại cả nhà. Thất bại là bạn có thành công mà. Bữa nay thất bại bữa nay anh làm lại. Không thể bỏ cuộc. Cố lên. Đi lên cố lên. Ừ. Hay là dân không dính con nào cho báo nữa. Cố lên thì cố rồi đó mà. Rồi cố lên thì chống ở đâu rồi? Đây là tặng cho mình chống này ra để thôi gió đàn mình chống không nổi. Dạ. Yeah. Anh phải chơi thế mới được chứ. Tính như vậy. Thế mới được. Anh thấy anh ta lấy lụa không? Giờ này nha, chưa lắm. Rồi, hết lưới rồi cả nhà. 50 mét. Từ đây dài lên tới cái đài rồi. Cái đài. Cái đài cao cao rồi. Giờ vô, quá gió rồi. Vô. 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 Cầm lưới vô nha. Có việc gì làm. Vô ha. Vô mà đẩy ra. Và tiếng nó đi. Ra mình thu hoạch nó. Có về bán cây cảnh cây kiển nữa nha. Về kêu lại mua. Mua để trồng Tết ở nhà. Xuống quay cái nhà xem. Ngọc cây
bằng giấy tắt. À, cái gì cuối vậy đó hả? Ừ, không. À, lên giá lên mà nó chỗ dạ. Bông thơm vậy. Mai thì ông mà mai thơm đó nè. Vậy đó hả? Ừ. Cái đó là uống sẵn, cái đó là để về chậu, để cái cửa luôn. Cái tắt trái nè trời. Ừ. Bông giấy nè. Ừ. Giờ mua mấy cái này để linh sam nè. Linh sam gì cũng lắm. Để mua mấy cái này để trồng. Vậy đó hả? Nè nó uống gán rồi nè, cho con tím luôn. Đây cả nhà mua một cây bông giấy à, không nói tự dưới nhọn lên giống cây thông vậy đó, chứ à, hai cây vú sữa này 100 ngàn, một cây à, bông giấy này không 400 ngàn mà một cặp 800 ngàn, còn này một cây nữa cây để trước nhà cho nó đẹp. Rồi cái này, à, tặng cho cây ớt à, ớt tím nè, ớt một tím nè. Đó. Trồng vú sữa đồ nha. Giờ cũng chiều cả nhà. Xong anh Trang đi thăm mấy em cá coi. Mình phải giữ vững niềm tin. Chưa chắc biết là có cá hay không nhưng mà vẫn múc phao nước để sẵn để gọng cá cả nhà. Trời ơi là trời. Lưới nghe chèo nó thầm trong cái đầu trên này nó thả dài xuống chứ nào nó đâu nó có bị đó không bị bự không không lưới này dám cỡ mười mấy con lắm em mơi nhiều em ơi. Phải bù đắp cho mình cái bộ hổm á, bộ hổm mình bóc sinh cho đó anh bữa rồi. Hai con. Chùm chùm hai ba con không? Chùm chùm giống như lần trước vậy đó. Thành mình neo á. Lý à? Ai mạnh ghê không? Bốn em sợ ra tối là thăm tiếp. Rồi xong ruột luôn. Còn con đó. Liền liền nghe đúng không? Mình neo này sáng được mấy tiếng hồ rồi. Ấy da. Rồi đâm em mày. Nó chỉ dính được. Mấy con. Hai con là đó hả? Đó ok kìa, nó chưa chân dở, đó nó dãy rồi trước nó sáng nó. Nó. Không bao giờ mình cũng cá đói hay con cá nâu gì hay khác ngoài ra nha. Anh thả cá nâu rồi miếng đi luôn. Thanh kìa. Ờ,
dở lên cái hai con, dở lên cái hai ba con. Mới đã. Giăng lưới gì đó dính chỉ mới mê. Cũng lưới dở lên thấy tay lưới thôi mình thấy chán. Bao nhiêu đây à? Ừ, nó anh khúc mình. Nó tầm bao nhiêu mét, 20 mét chưa? Gì? Cái gì? Thì mà hai con mắt nó lộ ra luôn anh. Đâu? Nè. Ừ. Trời ta, mà nó chết rồi. Chết không? Ba bốn con luôn nè. Ừ. Bốn con luôn à? Đâu rồi? Hờ hờ dục. Dục xong. Tôm nè. Đó, cỡ đó đó. Ờ con tôm cối luôn. Con tôm này cỡ hai mấy con ký nữa. Dễ chờ trời ơi trời trời ơi sẵn nước dính cá tiếp nẹo 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 luôn làm khô hết không dịu lắm luôn á trời làm càng nhiều càng tốt chứ em sợ không dính cá nữa tôm cờ bá cái này nó bay em sợ không dính cá là mà anh sợ nhiều vậy hả trời ơi khùng hết vui luôn rồi nhiều nhiều cái dành ăn chứ cá gì nữa hết cá này sao sợ hết được tự xanh mà gần hết lưới mấy chục con cái này dính đắng nữa còn mấy con nữa chắc hết rồi ừ mấy con một rồi tôm nữa hả bỏ vô cái dặn kìa hết rồi em hết rồi vậy vô ha vô ở đường nhiêu con biết không chưa biết đón rồi hồi thứ này một sao cái này cứ hai mà có hai chục con hai mấy con hai mấy con tại đây tối xong dạ em anh đón nè chơi đón nè đón hay gì ừ. Coi đứa nào chúng anh đón khoảng tầm 30 con đổ lại em đón cho thằng 30 con lên rồi 31 con là em ăn nha ừ. Còn 29 con thì anh ăn ừ, 30 con là anh ăn đúng rồi còn nếu mà hơn 31 32 thì em lụm rồi rồi vô đếm thêm được nhiều vô tới lấy cái gọng điểm. Không có tính trong đó nha không tính chi vậy tôi tính ngoài này thôi ai chơi gian vậy ừ. Mình người lớn ai chơi kỳ vậy à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chắc em thua rồi 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 25 26 con cả nhà mà con này nó cũng có tỏi chắc để dục xuống chung cua ăn dùng cua ăn đây chung cua ăn gọi thua cả nhà thua hả hồi thua lên làm mồi cho chồng nhậu làm mồi được không à không làm luôn vậy không bữa nay nghỉ rồi nghỉ làm mồi bữa nào được nay hơi mệt hả? Nay hơi mệt. Trời ơi là trời. Bữa nay em hơi đuối. Rồi đi lên. Tối đợi khi mà thăm thêm bụng nữa cả nhà. Giờ tối cả nhà đi thăm bụng. Chiều cũng gió, tối cũng gió giờ này không bao giờ hết gió. Giờ này có chăng. Giờ này có chăng đó nha.
đó là cái đài đây nè. Thăm ở đây hay là thăm lên trên kia? Thăm đây luôn. Đây thăm lên dài lên hả? Ừ, không biết vậy đâu Bi. Nó dậy tới nè. Được ngồi giật thấy giật kìa. Có. Được không? Có cái nẹp. Không tiêu rồi. Hỏi thằng mày nha, gió nhiều lắm. Gió quá. Con này nó nhỏ thiệt nhưng mà nó mềm xèo luôn rồi. Tối này chắc nó thu hơn chiều. Chắc nó thu hơn chiều. Kệ đi, nhiều thì nhiều, có gì sáng thì rõ nữa. Gió quá gió. Phu thiệt, chiều là ba bốn con. Ừ. Kìa, dính hai con luôn kìa, dính tôm đó. Tôm, không phải hai con, tôm nhà bá luôn kìa. Tôm nhà bá luôn. Tôm này để chứ mày để thôi. Đi lên đi dặn. Đi dặn. Không vô đi theo nó la đây nè, đây nè, đây nè, nó cái chét chín luôn à. Cái chét luôn chết luôn rồi, cái chét nó dễ chết lắm. Yếu. Cái chét mà dính lưới mình chết à. Chắc là muối xương xương chi ngon lắm. Về thằng nói chứ cái nào. Nước mà đem bạc. Được rồi. Rồi. Dính này mới ra. Ăn ngày dài. Dài cái này bữa nay có chăng? Nó có gì? Tôm hay cá vậy? Cá. Nhà có thì cá nhỏ nhiều anh ơi. Sáng nó chạy phải không? Phần lưới rồi. Cũng bỏ miếng hổ. Để con, đi sáng chắc đủ mà. Ba bốn chục con này đủ sống hả? Qua mùa Tết đây. Con nữa. Trời gió thổi lạnh luôn trời. Ha. Lạnh gung luôn á. Này chưa đây chắc gần Tết còn lạnh nữa. Giờ này mới à, mới có 2 ngày mà nghe lạnh này. Mình ở Việt Nam gì đây lạnh gì đây, còn mình còn đang lạnh nữa, mấy anh chị ở bên Mỹ lạnh dữ lắm luôn á. Gần hết rồi cả nhà. Còn mấy mét nữa. Chắc hết. Họ đâu có con tôm vậy đó. Đó, đó đó. Thấy con mắt rõ ràng đúng không? Mắt đỏ là biết rồi đó. Tôm bự bự không à. Dính lưới dính tôm bự không à. Dính lưới tôm bự không. Đồ lưới dính còn nhí nhí. Ừ. Đẹp. Mạnh ghê. Con nữa. Ừ. Hai con. Em mới thấy chính con này bự nè. Hết cái đài. Cuối đài. Đâm được hai con cũng được. Tổng cộng là 11, 12 con.
Còn ai có lý thì nhà sáng hay chiều 25, 26 con, 25 con phải không? 25 con như này nữa là ba mấy con rồi. Sáng nay kiếm 10 con thôi cũng được rồi. 40 con thì nhiều lắm á. 40 con khô là có lý rồi. Giờ làm hôm nay với con kia nữa thì vô cả nhà. Mời thầm tiếp rồi quay vô nhà xem. Giờ chồng vô nha. Mời con. Tôm nào mà 10, 11 con. Con chắc con 12. Nhưng mà cái chắc nữa nó chết rồi. Chết rồi. Rồi. Giờ sáng thăm tiếp ha. Ừ. Bắt con tôm coi có còn sống động luôn này. Ừ. Động tôm luôn. Động luôn hả? Động. Còn sống mình động luôn. Sống không? Dục dục theo dục đại đi luôn. Chỉ gì? Còn làm nào? Hết. Con còn chịu nữa. Gọi con chịu ngắm lại. Ngắm rồi đem lên muối. Đem lên. Sáng hồi bữa hổm mình rộng á là mất cá còn cái rộng phải không? Ừ. Bữa nay mất cái rộng mất cá luôn. Là giả từ nghỉ coi clip làm khôn đó cả nhà. Bữa nay mất cái rộng mất cá luôn là nghỉ luôn đó. Giờ lên mai mình thăm tiếp quận nữa mình làm. Giờ sáng nữa nha. Đi thăm thêm quận nữa. Giờ phải là nên mình thăm cái rộng giống như lần trước thử coi như thế nào chứ đừng nín tin giống như lần trước về còn cái niệt. Giờ mình dỡ lên cái rộng rồi. Thôi con ở đây. Thắp rồi. Ok. Giờ mình đi thăm thêm quận nữa. Giờ mình làm tranh thủ làm sớm để cho có thắng á. Cuốn lưới luôn hả? Cuốn lưới luôn. Giờ bộ mày. Mình ốp nặng để cho có thắng lên cái rộng bớt tiếng 2 tiếng à. Có thắng lên phơi được rồi. Sáng. Sáng không mặt trời gọi ngay mặt. À, đi thăm tưới. Bi chạy theo dí bầy gà của em chạy đó nè. Đây nè, rồi. Rồi. À mẹ đó. Ừ. Gì? Tờ mất lưới thì cũng khó gỡ. Tờ mất lưới thì cũng khó gỡ. Rồi test thật đó luôn rồi. Tôm nhìn cá. Giờ gỡ mấy con cá này nó cuốn lưới luôn coi. Dậy sáng nước kìa. Mấy con mà dậy sáng. Tôm đeo đi nhìn tôm nhất ta. Con này nhỏ. Con này nó con thứ tư rồi. Lưới. Cái chát nữa kìa.
vuông nó chắc dữ ta. Qua đây dính hai con mà nghĩ gì? Lẽ bữa họ không thả con vợ sinh sản gì hết lưới luôn á. Rồi cuốn lưới luôn đi. Còn không? Anh thả cái giống của anh đó, nó mạnh quá hả? Mới thả đây mà nó sinh sản liền cái gì? Sinh sản quá, sinh sản. Con lưới luôn cả nhà. Vô là cô. Không gì. Rồi mốt về dăng tiếp. Cuốn xong. Sáng này sao có tệ đó. Sáng bao nhiêu anh? Mấy con? Chục con không? Không tới luôn. 8 con. Cũng được ba mấy bốn con rồi. 2 con. Rồi, giờ vô làm khô. Đấy hết luôn. Dưới hả? Để gạch gạch sao nó gắt cái một chết. Gắt cái rồi. Mấy ký không? 3 ký lô luôn không? Mặn đây luôn hả vậy? Mình mặn xong cái đầu cá rồi á, dưới cục cá mình dục xuống khu ăn luôn. Cái này bằng cả nhà đem vô lấy dao lấy thớt. Giờ bằng cá làm khô cả nhà. Em lên dãy. Lên chỗ đẹp nha. Mà dãy mần tỳ cho em cá vậy. Xương gì luôn hả? Để xương luôn. Rồi tôi để xương luôn ăn nhậu. Cặp kia luôn hả? Ô đều ok luôn rồi. Xong. Chút bé luôn. Cái rửa bụng cho nó sạch. Nãy giờ sẽ cũng được như này chưa được nữa đâu không anh không sao cả nên giờ sẽ tiếp hai chồng em giải xong hết còn mấy con nữa xong à mấy cái đầu này dục thì xuống vô cua ăn luôn ha đựng gỗ này luôn bộn đó thấy vậy đó nó bóp phơi ra cũng nhiều lắm á như đây rửa rửa là bụng nè bụng đen là mình phải làm cho nó trắng rồi chà chà vậy hả trắng luôn sạch sẽ ốp chiên một nắng làm xì bia chắc từ đây tới Tết chắc không còn con nào với anh rửa sạch cá để gáo hả nhỉ? Nó nói gì? Một ớt.
rồi, hết nhiều rồi vậy? Không, trời ơi, hết nhiều đi, ăn cay thì chị nổi cho nội. Một ớt này hồi mình ớt ra nó có cái màu luôn nè anh. Nó có muối sẵn không vậy? Không, ớt rồi. Rồi, đây rồi. Cho bột ngọt vô. 2, 3, 4 muỗng bột ngọt. Cho 1 muỗng đường thôi. Em thích có vị ngọt ngọt á. Ngọt ngọt ha, hơi hơi nha. Cho nước mắm vô cái nhà. Không cần muối hả? Không, có nước mắm không à. Rồi, bể nợ luôn. Bể nợ cho nồi. Nước mắm mà có cái cỡ đó. Có nước mắm không nó ngon. À quậy cho nó tan cái nhà. Được rồi, nãy đếm được nhiều con cá. 50 con đó anh. 50 con. 50 con cá. Vậy đó hả? Ừ. Rồi lấy tay chọn nè. Mắt xà mấy em. Mắt xà nó. Vậy đó hả? Để chừng có 1 tiếng ngòm để nó phơi được rồi. Còn nó thấm vô hả? Nó thấm. Em banh rồi cho nó thấm vô cái thịt. Nè. Rồi nó có cái màu đỏ đỏ luôn. Nó này là màu tự nhiên á chứ là mình đâu có bỏ màu quá gì. Mình làm nhà ăn bỏ màu chi. Vì đây được rồi. Màu đỏ kéo luôn không? Đỏ kéo luôn á. Mình tự treo bồ màu một con mà. À, ừ, còn này mình cái màu hơi tái tái nè, chứ nó không có màu thì nó không được đẹp giống như màu gạch tôm á anh. Nhưng mà này là màu tự nhiên. Rồi, vậy là để 1 tiếng hồ sau đi mình lên phơi. Thôi. Giờ để cũng có tiếng hồ tắm rồi đó. Ừ, hơi có tiếng rồi cả nhà. Nắng rồi. Nắng dữ lên ra phơi. Nhà chưa có ở lưới phơi khô nữa, ta có dĩ đâu mà phải không? Ừ. Mình trên mình chơi dĩ xịn luôn ấy nha. Mình làm nhà âm nắng mà mình đâu có thấy đâu. Có mấy cái này phơi là quý rồi. Dạ. Yeah. Còn gì dĩ xịn. Để phơi dĩ bự như trước. Dĩ bự em để ở dưới á. Hả? Em lấy cái đó lên đây, em để cái dĩ bự nằm ở mấy cái đổ rộng á. Ừ, đó. Chơi lấy cái thang luôn, tận dụng luôn. Gần 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 cho em nhé. Nó trộn lên nè. Này trộn lên cái kìa. Nó tự thấm màu rồi, cái màu gì luôn đó. Màu ớt đó hả? Đúng rồi, cái màu ớt luôn, em không có bỏ màu gì vô chứ. Tự thấm màu ớt cho luôn đó. Rồi. Này làm khô cái làm cú kiệu rồi nhận dư cải rồi ha anh. Ừ. Là nôn tết liền ha. Vậy đó ha. Ừ. Được đây giờ qua cái này đủ không, hai cái rồi đủ à? Đủ, còn cộng cái lỗ cái này nó không đủ, còn cái lỗ cái này nữa. Ok đó ha. Ừ. Rồi được ba gỗ. Ba gỗ ghê. Chuyến này thành công mỹ mãn này ha anh. Ừ. Không còn lỗi kỹ thuật giống như chuyến trước ha. Thôi video vợ chồng em chắc cũng tới đây cả nha. Cả nhà đón xem video theo nha. Cả nhà cho vợ chồng em xin lượt like, được đăng ký, được bình luận, lượt chia sẻ đó nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Phải cả nhà nha. Phải cả nhà kìa. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em nha, để vợ chồng em có động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Bye cả nhà nha.